Thưa quý vị, tại tỉnh Quảng Trị, ngày 12 tháng 3 vừa qua, Tri Cục Thủy sản tỉnh đã phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức thả cá giống. Đây là một hoạt động ý nghĩa được đơn vị tổ chức hàng năm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cộng đồng, tái tạo nguồn lợi thủy sản, bổ sung nguồn lợi thủy sản vào các thủy vực tự nhiên, đồng thời phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản. 6.000 con cá giống các loại gồm mè, trắm, trê, chép, đã được thả tại khu du lịch sinh thái Trầm Trà Lộc, thuộc xã Hải Hương, huyện Hải Lăng để bổ sung tái tạo nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường sinh thái. Chương trình hướng tới kỷ niệm 65 năm nghề truyền thống ngành thủy sản để mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Trong những ngày tới, chi cục thủy sản tỉnh sẽ tiếp tục thả trên 12.000 con cá giống các loại xuống các hồ đập trong tỉnh nhằm từng bước khôi phục lại nguồn lợi thủy sản ven bờ ngày càng phong phú và đa dạng hơn.